Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu vừa phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện trao tặng máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trung học cơ sở, thị trấn Khoai Châu, An Vĩ và Tân Dân. Tại những nơi trao tặng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã động viên và hy vọng những chiếc máy tính góp phần giúp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học trực tuyến thuận lợi, có tinh thần học hỏi, nâng cao kiến thức vươn lên trong cuộc sống. Các cháu được nhận máy tính bày tỏ lời cảm ơn và hứa sẽ sử dụng máy tính đúng mục đích, nỗ lực học tập tốt. Được biết, trong đợt này, huyện Khoai Châu tặng 22 máy tính cho 22 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Đây là món quà sẽ góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập thật tốt.